người ta có thể không nhận được rồi, tốc độ di chuyển sẽ không. Thì đây là cái mức độ ảnh hưởng qua lại. Thì năng suất lao động cao tăng thì tôi sẽ xem nếu có hỏi không nhỉ? Vâng, được rồi. Chỗ này các bạn là chỗ này đọc rồi, nhưng mà đến chỗ này các bạn là không cần thiết nhiều ghi và ngược lại được rồi. Chỗ đây này, và ngược lại để cho nó đỡ luôn cái năm dòng dưới này. Nhiều chữ bao qua bấm đây là mục đích của ta là để đưa lên cái ý chính cơ bản cốt lõi chứ không phải nhiều chữ. Nên là các bạn đến chỗ này này, cả ít và ngược lại là được rồi. Và ngược lại, chứ dưới này cái năm dòng của. Nhưng mà cái nhóm đầu tiên thì họ vẫn nói là vì họ mới lên. Và những nhóm sau thì rút kinh nghiệm thôi. Không có ý phê bình. Chỉ là nhắc nhở về như thế này. Mai mốt các bạn thuyết trình những môn khác của thầy khác. Người ta rất kệ là lên đây nhiều chữ, người ta kệ lắm. Cố gắng những cái gì mình nói bên ngoài là nói bên ngoài. Còn thuộc về nội dung cần cốt lõi thì mới là bấm lên ha. Ê, ví dụ ở đây là với một cũng là một cái áo thì hai người sử dụng máy bay, một người sử dụng kính thì cái thời gian và mình cũng không tưởng tượng là cái thời gian mà sử dụng kính thì đến khi mà sản xuất một cái áo thì nó là thời gian rất là bao lâu. Đây là cái kính khẳng định lại là cái một vấn đề giữa lợi thế hàng hóa và năng suất lao động. Là lợi thế hàng hóa thì tỷ lệ lượng lợi thế hóa là tỷ lệ thuận và cái số lượng và kết tinh sức lao động của con người năng lượng vào nhưng mà là tỷ lệ mình với cái năng suất lao động. Vậy thì mình muốn giảm cái gì của một đơn vị hàng hóa xuống thì chúng ta phải tăng năng suất lao động. Rồi bấm ngược lại, bấm ngược lại chỗ này này. Muốn giảm giá trị của một đơn vị hàng hóa xuống, giảm giá trị thì nghĩa của nó đồng nghĩa là cái gì? Giảm giá trị đồng nghĩa với cái gì? Lao động hao phí ít, giá rẻ. Lao động hao phí tốn ít và giá rẻ. Đây là một ví dụ như là trong một đồng hồ thì ở xưởng A sản xuất 30 đôi giày, thời gian sản xuất một đôi giày là 2 phút. Nhờ trang bị thêm máy móc thì trong một giờ sản xuất được gấp đôi. Vậy lúc đó thì giá trị của một đôi giày hạ xuống còn một nửa. Xong ấy, nhưng mà cái tổng giá trị thì nó không đổi. Ổn quá vậy hết. Nếu mà cái tổng giá trị của lao động thì nó không đổi. Thứ hai nữa là cái cường độ lao động. Thì cái cường độ lao động là như mẹ nói là mức độ hao phí sức lao động trong một đơn vị thời gian. Rồi là cố gắng cho chữ động lên trên, cho nó đẹp mắt. Cho lên còn được, khi nào được thì thôi. Kéo ra cái giá cái đây là cái ví dụ nói về cái cường độ lao động thì ví dụ như là cái cường độ lao động mà như lúc nãy nói là nó nói về mức độ khẩn trương và nặng nhọc thì nó cũng như, tương tự như là kéo dài thời gian lao động ra thì ví dụ như là một ngày đó thì công ty cho chúng ta làm 8 tiếng không nhưng mà do yêu cầu đơn hàng hay là một yêu cầu nào đó thì công ty không ép buộc nhưng mà muốn cổ động cái công nhân cố gắng làm thêm giờ để hoàn thành cái đơn hàng đó thì cái hậu quả của cái này là nó làm cho cái thứ nhất là ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người lao động, hai nữa là do là làm việc nhiều nặng nhọc không cần nghỉ ngơi nên là có thể dẫn tới không biết từ không biết gọi là stress và tìm tới cho nó thích chọn tìm tới. Tiếng Anh bắt đầu gọi là stress. Stress. Không tìm ra tiếng Việt là từ đó. Căng thẳng thần kinh. Căng thẳng thần kinh. Em nghĩ là cái căng thẳng thì tốt hơn.
Tại nếu mà dịch ra thì nó không đầy đủ nghĩa thì nó cũng không có hay. Tái đỉnh. Thì các bạn có thể nói đến cái trường hợp đó. Bây giờ chỗ này này, chữ này chữ dài, chữ ngắn, rồi ngoặc ngoạc, bây giờ làm cho nó bằng phẳng ra. Kê bên kia nữa, đó, đúng rồi, đó. Mày em lại. Thì một báo chí nó hay nói cái chuyện là công nhân Foxconn, một cái hãng gia công cho Apple và sản xuất các cái phải iPhone, thì do cường độ lao động rất là lớn, yêu cầu một cái lượng hàng hóa sản xuất ra trong một ngày thì rất là nhiều, là với cái áp lực hiện nay là báo chí có một số hiện tượng là công nhân tự tử do áp lực công việc lớn. Đây là cũng có một cái ví dụ nói về cái mức độ quản lý làm ảnh hưởng đến làm tăng cái cơ độ lao động. Cái hình này bấm ngược lại đây. Hình này trong này thấy có cái đen đen này là cái gì ạ? Gà. Nói mày ấy chị phải chuẩn bị tinh thần. Thì ở đây á thì cái em nói thì mối vấn đề giữa cường độ lao động với lượng hàng hóa, thì cái cường độ lao động là ví dụ cường độ lao động tăng lên, lượng sản xuất hàng hóa tăng lên, nhưng mà là do chi phí là sức lao động, cái thời gian bỏ ra để tăng cái cường độ lao động nó tăng lên, nên là cái lượng giá trị hàng hóa, cái tiền hàng hóa thì nó không có. Rồi, không thể cho nó không có thể luôn. Hay cường độ lao động tăng thì lượng giá trị hàng hóa có thay đổi hay không? Dạ không, không thay đổi. Rồi cho ví dụ cụ thể, bấm số ghi lên bảng luôn. Nếu có ở đây thì bấm máy luôn. Nếu có thì bấm máy, không có ghi bằng phẳng bằng phẳng. Ví dụ tiếp là lấy cái khăn chùi đi em ạ, cái khăn cho nó bảng đấy. Không chùi. Ví dụ như là tiếp đây cánh đồng có một theo lúc đấy trước khi gặt đó thì người ta có một tấn lúa như thế này ấy. Thì người ta sẽ tính là có 10 người làm thì một ngày ví dụ là tốc với tốc độ trung bình thì 10 người làm với 10 gam lúa trên một giờ phải mất 10 giờ để cắt hết cái cánh đồng lúa này, nhưng mà người do là cái ngày hôm sau thì nó lũ nên là thì chính cái hợp tác xã yêu cầu là phải làm tăng tốc lên thì làm cho cái cường độ lao động này nó tăng lên. Cái cường độ lao động này tăng lên thì có nghĩa là cái sức lao động con người bỏ ra thì nó tăng lên làm cho không, cái này không phải là năng suất nữa, nhưng mà có nghĩa là làm cho người ta có thể làm đến 15 kg lúa một giờ, cái lúc đó là cái năng suất, cái cường độ nó tăng lên á, làm cho cái lượng sản xuất nó tăng lên là 15 kg lúa một giờ đó, thì thời gian giảm xuống. Không, từ từ bàn luận với nhau, đừng có trả lời ngay, có thể bàn luận ngay, không bàn luận ngay đó. Cứ từ từ đi, không có hấp tấp, cứ bàn với các thành viên trong nhóm của mình đã. Em sẽ nói lại cái này một chút xíu là ví dụ như là bình thường á, cái năng suất ở đây nó là 10 kg lúa trên một giờ, thì bình thường một ngày
một ngày người ta làm 8 tiếng đồng hồ đấy, 8 giờ đồng hồ là thì khi đó theo những ước tính á, thì muốn cả xong cái cánh lúa này cho nên là mất một ngày, ngày và 2 giờ ngày hôm sau. Thì do là cái vì là cái yêu cầu về thời tiết ảnh hưởng đến thời tiết, nếu mà để đến ngày hôm sau thì không được thì người ta tăng cái thời gian lao động lên là thành 10 giờ, tăng thời gian lao động lên là 10 giờ. Thì khi đó là thời gian lao động một ngày á, một ngày là 10 giờ đồng hồ. Thì lúc đó thì cái trong một ngày thay vì ở đây là sản xuất được thay vì ở đây sản xuất được 800 kg lúa, thì trong một ngày là 10 giờ là sản xuất 1.000 kg lúa. Mặc dù như vậy là cường độ lao động nó tăng lên, nhưng mà cái lượng giá trị hàng hóa là vẫn là 0.1. Ở đây vẫn là 0.1 kg trên 1 giờ. Hiểu á? Công ty A này là làm 60 cái quần trên một giờ, thì lao động một ngày 8 giờ, và thì cái thời gian lao động sẽ là làm một cái quần về lý thuyết. Người làm mình nói đây, ví dụ thì là một cái quần 1 phút, nhưng mà vì lý do nào đó như là đơn hàng hay là gì đấy thì thời gian làm một ngày là 10 giờ, thì lúc đó sản xuất sẽ được 600 cái quần, nhưng mà cái thời gian làm trong cái quần vẫn là 1 phút, và giá trị của cái quần thì không thay đổi. Nhưng mà trong một ngày thì sản xuất ra được cái lượng hàng hóa thì nó vẫn tăng lên. Thì thứ hai, cái ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa đó là mức độ phức tạp là có thể chia là được hai loại, là cái lao động đơn giản và lao động phức tạp. Thì lao động đơn giản là cái lao động mà lao động đơn giản là không lao động mà chỉ cần không cần đào tạo trước có thể làm cái lao động đó. Thì ví dụ như ở đây như là suy di chẳng hạn, thì cái này cái nói chứ về mà đào tạo thì em không còn nói là cái vấn đề khác, không phải là yêu cầu khác, thì cái suy di này là cũng không cần phải đào tạo như thế cũng có thể làm được. Làm được không? Mấy bạn nữ làm được không? Ví dụ ở đây như là để thành kỹ sư cơ khí thì phải mất như các con mình là mất ít nhất không phải mất theo chương trình đào tạo cũng phải năm phải học, và tùy khả năng của người có cái thời gian để có thể tăng lên và giảm xuống. Và giống như là bác sĩ chẳng hạn, bác sĩ thì cái thời gian rất là nhiều hơn nữa. Ví dụ đây như là sinh viên các khoa chúng ta. Đây là một cái hình ảnh vào cái đợt kỷ niệm 55 năm thành lập trường của mình. Còn thứ hai là cái mối quan hệ giữa lao động là đơn giản với lao động phức tạp và giá trị hàng hóa. Thì cái vấn đề đặt ra ở đây là ví dụ như là cái người làm công việc gì thì có tạo lượng giá trị hàng hóa như nhau hay không. Và cái lượng thì cái câu hỏi đặt ra là trong cái vấn đề là lúc mà trao đổi thì cái lượng giá trị hàng hóa, cái hàng hóa mà do người lao động đơn giản làm ra với người lao động phức tạp làm ra thì vấn đề làm sao để trao đổi với nhau, để làm sao để so sánh được với nhau. Thì mà thì cái mắt nói chung là
con má có trả lời câu hỏi này là trong cái một cùng cái thời gian lao động á thì cái lao động đơn giản nó chỉ nó tạo ra cái lượng đơn giản để tạo ra ít giá trị, cái lấy cái giá trị lao động hơn là đơn giản. Cái lao động phức tạp có nghĩa là nó trong thời gian thì nó tạo ra ít hơn thôi, nhưng mà hai cái này có thể so sánh được với nhau thì lúc đó thì cái trao đổi hàng hóa giữa cái người lao động phức tạp với người lao động giản đơn khi mà có thể sự so sánh được tỷ lệ khác nhau thì mới có thể trao đổi được. Thì so sánh thứ hai nữa là so sánh giữa cái cường độ lao động với năng suất lao động. Thì cả hai cái này á có một đặc điểm chung á là cường độ lao động và năng suất lao động tăng lên thì cái lượng hàng hóa tăng lên và dẫn tới là lợi nhuận tăng lên. Nhưng mà hai cái khác nhau chỗ là như lúc nãy và em có đề cập lượng giá trị hàng cái cường độ lao động tăng lên thì không làm tăng cái lượng giá trị hàng hóa, còn năng suất lao động tăng lên thì tăng lượng giá trị hàng hóa. Năng suất lao động tăng gì đấy? Đó. Đang giảm thật. Mình nghe người ta. Thứ hai là cái mức độ ảnh hưởng đến người lao động thì cái năng suất lao động tăng lên, thì không ảnh hưởng đến cái năng suất lao động tăng lên không ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người lao động, còn cái cường độ lao động tăng lên thì là dẫn đến mệt mỏi và sẽ xảy ra cái vấn đề này. Đây là một cái video giới thiệu về video đình công của Nghệ An. Đừng có rung bàn Kiệt ơi, nó rung. Đây là trước khi vào một cái công xưởng sản xuất. These lines are the futuristic exception,
cái công ty này nó tận dụng cái tối đa là sự phát triển về công nghệ và kỹ thuật để sản xuất. Thì mỗi người đó thì chỉ là một con nhỏ thôi, nhưng mà trong một quy trình rất là tiêu chuẩn, nên là làm năng suất lao động rất là cao. But this one is surrounded by suicide from buildings here at Ford. Got an open account. If it wasn't for me, don't change it. Looks like they wanted the products they helped build. While she carves thousands of Apple logos on the backs of iPads every shift, she's never acted. Đây là một cái ngành ví dụ về cái nguyên nhân đòi tăng lương và các chế độ xã hội ở Indonesia. Đây là hình ảnh của Việt Nam. Chính vì thế nên là để cái tăng cái lượng hàng hóa sản xuất ra thì chúng ta nên là tăng cái năng suất lao động, hạn chế tăng cái cường độ lao động để giảm căng thẳng cho người lao động. Ủa kì không ạ kì? Không. Hỗ trợ. Bài thuyết trình cho mình không đây. Không, không. Bây giờ mình sẽ chuyển qua phần trò chơi để giảm thời gian. Đây là chương trình trò chơi và không có thưởng. Cái gì kỳ vậy? Lâu lắm đó, trả lời được cái đòi nhóm mình không đủ kinh phí. Không chơi bạn này đừng, không ai yêu cầu bạn. Ai cũng không chơi. Đây là trò chơi đuổi bắt chữ. Wow. Các bạn có thể biết đây là một từ mẫu chữ ở trong phần chúng mình đã thuyết trình nãy giờ. Các bạn có biết nó đi đuổi bắt chữ ở trên kênh Hà Nội không? Thì chắc mấy chị nhé đó kìa. Không, các bạn có thể bỏ qua những cái chữ ở trên đó. Không đặt câu hỏi. Nàng viên cá. Chữ cuối cùng đây là chữ Việt. Chọn cái gì? Bà tham gia rồi. Đứng rồi đấy. Và câu hỏi tiếp theo. Đúng rồi. Đúng, có chữ cờ ở đây. Lớp mình toàn nghề giỏi như thầy nói. Nó cần đô la anh kia kìa. Câu này có phải quá hơn. Đo gì? Thước đo. Thước đo là nha, mình đổi. Đây chúng ta có thước, chúng ta có chỉ số và chúng ta có hàng hóa. Câu trả lời các bạn hoàn toàn chính xác. Được, quá đỉnh. Đến phần này chắc là phần khó hơn, dành cho những bạn mà có IQ cao hơn. Bốn chữ cái lao động, nhưng mà nhà khi không cần cao lắm thì phải. Phần này là sai rồi, có nhiều người đó. Và phần này là phần cuối cùng, phần là IQ cao nhất. Sẽ là hỏi, cái gì chia cách giữa hai loại lao động? Là lao động phức tạp và lao động đơn giản. Trình độ lao động. Câu trả lời nhất, trình độ lao động. Bạn đúng được một nửa rồi, tiếp theo, còn ai có trả lời khác? Không có quà. Không có quà. Đúng rồi đấy, phần nửa sai rồi. Còn nửa đúng thì đại có bánh hoặc là có cây kem ăn. Cái kem trên đan đi rồi mà nó lọt thành nước, bạn nào có muốn thì lát cho đúng nữa. Có gì đưa tiền cho anh em, ai trả lời được có tiền thì nó tự ăn. Rồi, theo như thầy nói để tăng hứng thú cho các bạn hứng phấn cho các bạn thì mình sẽ treo giải là 10.000 đồng cho một câu trả lời chính xác. Thì bây giờ đi. À, kêu quá. Kêu quá. Kiên trả. Đủ cái tài chính của nhóm mình. Bạn kẹo mình quá. Tài chính người tài chính. Đây là phân công lao động rõ ràng rồi bạn. Không thể nào tất cả một người làm tất cả công việc được. Được rồi bạn trả lời luôn. Cái gì bên kia thứ hai là lao động phức tạp và lao động đơn giản. Bạn mới nói bạn trả lời gì nhỉ? Bạn nói sai.
Bạn trả lời gần đúng rồi, bạn trả lời câu hỏi tiếp theo. Lần này được có 5.000 thôi nha. Không, 10.000 luôn, câu này 10.000 luôn. Cái này có thời gian chứ không thể cứ ngồi công giờ như vậy được. Mình sẽ làm chỉ có chuyên môn đúng không ạ? 10.000 không có. Tiếp theo nào. 5, 4, 3, 2, 1. Bạn nói là gì ạ? Vậy chắc chắn mình không có tiền rồi. Và câu trả lời đây là chữ vàng. Mình đã để chữ và với phông chữ khác hoàn toàn, các bạn không nhận ra được. Cái 10.000 này không có rưỡi thôi. Câu trả lời là hai quý tư tướng cao. Mình trả lời được quá đỉnh. Quá thông. Quá thông cho đội phán quyết sau. Không phải xoay đất xoay không. Chúng ta sẽ phải cái gì trong lượng giá trị hàng hóa nó tồn tại nhiều gấp đôi trong năng suất lao động. Còn có 60 cái PG lên BM Proportional lên nguyên đất cho bạn. Còn có 60 cái trong mô tí. Giống như là mình chơi chiếc nón kỷ niệm. Câu này sẽ được tăng lên thành 11.000. Kỳ kỳ vậy. Tăng gấp đôi chứ. Và câu này cũng có tính thời gian nha, không thể các bạn cứ ngồi. Rồi mình tính câu trả lời câu này có thời gian không biết là 30 giây. Mình cầm thì bấm lên anh thôi. Mình xin mở luôn chứ à. Hết rồi nha. Rồi không làm nữa là câu trả lời đúng không? Bác Kiên. Bác còn tiền không? Quản lý phép đi tận vàng không mất. Để làm việc khác. Còn ai có câu trả lời khác không ạ? Cái gì trong lượng giá trị hàng hóa của ta nhiều gấp đôi trong năng suất lao động? Cái này không thể nào đưa ra bạn mở từ mô chữ được. Nếu bây giờ bạn mở mô chữ trị giá là 15.000 bạn phải trả số lượng. Ở đây không có ai học tí đồng nào ạ. Các bạn chỉ có nhiều cùng lúc hoặc là không có học tí mà học tí là sai. Các bạn nào đưa ra câu trả lời nhiều gấp đôi nhá, hình như là phải hơn 30 giây, bằng 1.2 gì ấy. Mình đưa câu trả lời luôn. Thôi mở từng ô đi. Và đây là mở từng ô đi. Mở ô ra là không còn cái gì để mà nói nữa. Mở hết ra là chúng ta không còn gì để mà chơi với nhau nữa. Và bạn nào đồng ý chứ mua ô chữ thì mình bán. Ví dụ như một ô chữ là 10.000, nếu trả lời đúng rồi phần còn lại thì được 11.000. Bạn có trả lời trái luôn. Bạn trả lời sai rồi và đáp án bây giờ đúng rồi, không đúng á. Đây có